Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình chào mừng Festival Thanh niên ASEAN Nhật Bản năm 2023. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc, đại diện đại sứ quán các nước cùng 110 đại biểu thanh niên đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, năm 2023 có ý nghĩa rất đặc biệt đối với ASEAN và Nhật Bản, khi hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, đồng thời nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, chúng ta vui mừng thấy rằng hợp tác ASEAN-Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu to lớn. Hai bên thực sự là đối tác tin cậy của nhau, cùng đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á, châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. Chúng ta càng tự hào khi thấy rằng trong thành quả hợp tác ASEAN-Nhật Bản năm thập kỷ qua, có sự đóng góp quan trọng của thế hệ trẻ các nước ASEAN và Nhật Bản. Những hoạt động hợp tác, giao lưu thanh niên đã góp phần củng cố tình hữu nghị và sự gắn kết chặt chẽ giữa nhân dân ASEAN và Nhật Bản, làm nên nền tảng vững chắc cho quan hệ giữa hai bên. Hướng tới tương lai, chúng ta tràn đầy niềm tin vào triển vọng tươi sáng của quan hệ ASEAN-Nhật Bản. Tôi mong muốn rằng thế hệ trẻ hai bên bằng những sáng kiến và các chương trình hợp tác cụ thể sẽ phát huy tối đa tinh thần năng động, sáng tạo, trí tuệ và khát vọng đổi mới để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản phát triển ngày càng vững mạnh, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng mong muốn thanh niên Việt Nam với nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ làm hết sức mình để đóng góp có hiệu quả nhất vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh, củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tại chương trình, bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm văn hóa của mỗi quốc gia, giúp kết nối thanh niên các nước, 110 đại biểu thanh niên đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản đã tham gia vào nghi thức kết nối sứ mệnh thanh niên, cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản và cùng hướng tới tương lai xây dựng thế giới hòa bình, tốt đẹp hơn.